giới buôn bán Việt Nam chờ đợi kinh tế khởi sắc lại. Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới trong tuần này nói rằng Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng 4% trong nửa đầu năm 2013. Tỷ lệ đó ngang với tỷ lệ năm 2012, đánh dấu 6 năm liền, tổng sản phẩm quốc dân gia tăng ở mức chưa tới 7% kể từ khi Việt Nam chuyển qua con đường tư bản với các cải cách đổi mới trong thập niên 1980. Lần chót nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức thấp như thế này là vào cuối thập niên 1990, là lúc mà châu Á rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính gay go nhất. Theo Ngân hàng Thế giới, thì các nước Á Châu đang phát triển có mức tăng trưởng là GDP trung bình là 7.5% so với mức 5% của Việt Nam. Điều đó có nghĩa là nước này sẽ báo cáo mức tăng trưởng tụt hậu so với Indonesia và Philippines trong thời gian 2012-2013, một điều mà chưa từng xảy ra từ hai thập niên qua. Báo cáo của ngân hàng tiếp tục đưa ra lời cảnh báo rằng một nguy cơ nghiêm trọng về căn bệnh kinh tế là các giới chức Việt Nam có thể cảm thấy phải thực hiện các biện pháp kích hoạt. Đổi lại, các biện pháp đó có thể làm tăng giá các mặt hàng tiêu thụ và đó là một mối lo ngại kéo dài bởi vì lạm phát đã lên tới 23% vào tháng 8 năm 2011. Một sự tăng thêm vào lúc này sẽ đe dọa tuyến bộ trong khi Việt Nam bước vào năm thứ ba của tình trạng tương đối ổn định với lạm phát ở mức là 6.7% vào tháng 6 năm nay.